Xin được chào các bác. Vừa mới quay bên vườn nhà bà Vững rồi thì phải sang bà Mừng thôi. Bà Mừng là sát vách nhà bà Vững ở chợ Vạn Phúc. Thì thôi thì ủng hộ các bà đều những người tốt cả. Thì mình sang mình quay cho nó sôi động các bạn. Sang một bà thì lại bà còn lại thì lại buồn. Đấy, thì cố gắng sang cho nó sôi rộng động chung đi các bạn. Đấy, như dụ dụ đây bên này vườn nhà bà Mừng này, chợ Vạn Phúc đang có cái đồi khế gần này. Đồi khế gần này. Bà đang bận bán hàng chẳng biết bao tiền rồi, tí nữa gọi bà vào báo giá. Đấy, chứ gọi bà vào báo giá. Cái khế gần đẹp đấy. Đẹp. Cao cỡ khoảng 60 đến 65 phân từ mặt chậu lên. Ở đây quay thì rất khó, chỉ được một mặt hoặc là các bác nhìn thấy loáng thoáng. Một khu bầy dày lắm, bầy dày chi chít, nhưng mà để anh em biết ở đây có cái gì thôi. Đấy. Ok. Khế. Đấy. Đây có cây ổi tàu. Tôi vẫn rất thích ổi lắm nhưng mà không gặp ổi đẹp rồi. Lâu rồi không gặp ổi đẹp. Khế gần này ra mà đấy, khế gần này cây to nhưng mà không có chỗ lùi. Thôi cứ quay được đoạn nào thì quay các bác. Đấy, người đi vào còn phải lách, đúng là chợ lách. chợ lách trong Nam quá. Ngoài này thì là đi lách chợ Vạn Phúc nhưng mà đi phải lách này. À đấy, thông báo các bác là chợ Vạn Phúc này, thì ở bên trong người ta chia lô, người ta thuê đất đàng hoàng này thì vẫn buôn bán bình thường, chỉ trả lại cái mặt bằng giao thông không được họp và không được họp phiên ngoài đường như mọi khi thôi các bác. Chứ còn những hộ kinh doanh ở đây thuê đất đàng hoàng thì vẫn được buôn bán. Vừa rồi dịch bệnh thì cấm tụ tập đông người thì hạn chế thôi. Còn cấm là cấm đội bán rong ở ngoài đường và trả lại cái vỉa hè lòng đường không ạ. À đây các bác, cái dòng cây này các bác nhìn giống sam núi đâu. Ở quê tôi, nhưng mà không phải, ở quê tôi nó gọi là cái cây, nó họ nhà sim, quê tôi gọi là sim sọng. Sim sọng. Đấy, cái tên thì cũng chẳng biết bắt nguồn từ bao giờ. Nhưng cây này gai như cây gai như cây linh san luôn, hoặc là như gai bổ kết luôn ấy. Gai rất dài và có quả chín màu đen, ăn cũng ngọt. Ngày xưa cây quả gì chín là ăn hết. Cây này này thì cũng là độc đáo, hôm nay nhìn thấy người ta làm loạt này. Nó cũng ngang ngửa với linh san quá. Linh san ấy. Đấy, cái lá nó mùi hơi hăng đấy, nhớ lại cả tuổi thơ luôn. Một loạt này tôi nghĩ là nó có họ với sam là linh sam gì đấy. Nhưng cây này thì ngoài Bắc tôi thấy rất nhiều là chất lá nhỏ, có hoa có quả, bệ bãi cũng dễ chùm, rất là ác chiến. Thế thì làm bonsai tốt quá rồi, mỗi tội là hơi nhiều gai đấy.
gai dài. Gai này để ngoáy ốc được các bác, để ăn ốc được. Đấy. Quê các bác gọi cái này là cây gì? Tôi gọi là cây sim, sim sặn các bác. Tức là nó hay, ngày xưa đổi sim là cứ có đổi sim là có cây này mọc trên đồi gà và gò. Đấy, có cây này hay này, nghệ thuật. Đấy. Cây này nó cũng khá là cứng đấy, khá là cứng, cứng và nhiều gai. Làm được thành thì cũng rất là đẹp. Tôi ngày xưa tôi cũng để ý cây này, có rất nhiều cây nó mọc ở, nó thành cây bụi, nó đẹp lắm. Mỗi tội nhiều gai đấy. Cây gân. Đấy là một cái cây khá là độc đáo. Cần thăng này nhiều lắm. Một số cây rất là hay đấy. Thay chậu cái thì cũng khá là đẹp. Bệ bãi củ kiếp ổn hết đấy. Ổn phết. Ví dụ cây này tán tiết rất là đầy này. Tất nhiên là vào dây thôi, nhưng mà sau về muốn cắt giật được, nhưng mà không quan trọng lắm đâu. Cây này thay chậu cái là đẹp. Thậm chí thay cái khay cái này đẹp. Dáng nó rất là điệu. Đấy. Đây chắc đôi khoảng độ dưới 2 triệu thôi. Dưới 2 triệu. Thậm chí còn rẻ hơn. Đấy. Bà ấy đang vật bán hoa kia kìa. Đấy. Cái hàng này thì ai đến thì tiếp thôi. Mình quay phim thì chẳng mấy khi mua mấy cái đồ này. Và cũng mặc kệ mà. Đây, đây là cây túc. Túc các bác nhé. Túc chứ không phải sộp nhé. Đấy, túc các bác nhìn cái lộc nó thoát. Cái lộc và nó, cái lộc nó rất là hồng. Còn sộp thì nó tím tím. Một mình làm hết bận lắm. Đây một dãy thùng là hán nhà bà đây. Xin phép là không quay kỹ được cây nào, cây tùng này thì quay khá nhiều lần rồi. Và nó là cũng cây khá to. Đấy, ví dụ cây cây này. Bọn nó khá giống nhau á. Ví dụ cây này thì già. Đấy, đường kính gốc này. Đấy. Bác nào có loang thoáng nhìn thấy thì ra chợ Vạn Phúc các bác nhé. Tìm xem có cây gì nó độc đáo, nó hợp với mình không. Cây mini mà xanh xi đẹp thì giờ chắc ra đây thì khó rồi. Tìm mấy cây miền Nam ở đây thì lại dễ. Cái linh sam này tông cao à. Đấy. Xui vào những cái xó này xem. Cái bồ đề cái siêu siêu cũng già. Già. Già kinh. Ốc ngọc mai. Đẹp. Tao nhã. Củ giấy Mỹ. Dưới có hoa, hoa quả. Hai cây to hơn anh nhiều. Dưới. Hoa dưới.
cái đầu non rồi. Anh ơi. Đầu trắng rồi. Đầu trắng. Đấy, cần thăng này, mai chiếu thủy rất nhiều. Đúng không? Cứ làm việc đi. À, cứ làm việc đi. Sam núi. Rồi, ok. Các bác có ra đây thì hẹn có thể có duyên gặp nhau tí các bác nhé. Còn mua bán thì ra đây các bác nhé. Chứ hỏi qua số đó, qua tin nhắn nó khó. Rất nhiều cây mà. Ra đây có chọn. Đấy, ví dụ cây sam núi này nó khá là nghệ thuật. Rất hay. Ok, các bác nhé.